Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thua kém so với Singapore. Ngày 26 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Vì sao năng suất lao động trong doanh nghiệp Việt chỉ bằng 30% Singapore? Theo AFA, truyền thông trong nước đã đưa tin về diễn đàn nâng cao năng suất lao động quốc gia sáng 26 tháng 5, trong đó đề cập đến nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương. Theo đó, năng suất lao động của người Việt lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam chỉ bằng khoảng 30% Singapore, thậm chí năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chỉ bằng 3,6% khu vực doanh nghiệp nhà nước và 28,5% khu vực doanh nghiệp FDI. Hình ảnh bài trên AFA. Trang ILO.org của Tổ chức Lao động Quốc tế đánh giá, năng suất lao động là một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của quốc gia so với nguồn lực lao động được sử dụng. Trong trường hợp của Việt Nam, năng suất lao động trong các doanh nghiệp chỉ bằng khoảng 30% so với Singapore. Điều này có thể được giải thích qua nhiều yếu tố. Singapore có một nền kinh tế phát triển, tập trung vào các ngành công nghiệp, chế tạo và dịch vụ cao cấp như tài chính và bảo hiểm. Trong khi đó, theo trang fireant.vn, Việt Nam vẫn còn một tỷ lệ lớn lao động làm việc trong khu vực phi chính thức và hộ gia đình, nơi năng suất lao động thường thấp hơn. Cũng theo ILO.org, Singapore đầu tư nhiều vào công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi đó Việt Nam có thể chưa theo kịp về mặt này. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cải thiện năng suất lao động do thiếu vắng các công nghệ hiện đại và kỹ năng chuyên môn cao. Hơn nữa, một chính sách tiền lương hiệu quả có thể tạo động lực cho người lao động nâng cao tay nghề và năng suất. Tuy nhiên, mặt bằng tiền lương của người lao động Việt Nam đang ở mức rất thấp. Ngoài ra, vẫn theo ILO.org, môi trường kinh doanh và cách thức quản lý doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động. Singapore có một môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả, trong khi Việt Nam cần cải thiện hơn nữa trong lĩnh vực này. Hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Tú Anh. AFA cho biết theo số liệu của Ngân hàng Thế giới WP, năng suất lao động của Việt Nam năm 2022 tính bằng USD theo ngang giá sức mua PPP là 2.400 đô la, chỉ bằng 11,4% so với Singapore, 35,4% so với Malaysia và 79% so với Indonesia. AFA dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Tú Anh cho rằng nếu nhìn vào con số thống kê của WP thì năng suất lao động của Việt Nam là thấp do cơ cấu nền kinh tế phần lớn lao động làm việc trong khu vực phi chính thức và hộ gia đình. Số lượng lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 29,2% lao động có việc làm trong năm 2022. Dù vậy, số lượng lao động này lại tạo ra khoảng 60% GDP cho cả nền kinh tế, khu vực tư nhân tạo ra khoảng 10%, khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra khoảng 20,14% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 29% GDP. Tương ứng với việc tạo ra 60% GDP, năng suất lao động của các lao động trong doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra khoảng 53.582 USD một lao động. Để không thua sút các nước trong vùng, theo tiến sĩ Tú Anh, một trong những giải pháp mà Việt Nam cần thực hiện là chính sách tiền lương hiệu quả. Thực tế, nếu tiền lương thấp sẽ tạo ra hiệu ứng ngược, người lao động không có động lực nâng cao tay nghề vì giá trị của việc nâng cao tay nghề không tương xứng. Tuy nhiên, ngược lại, tiến sĩ Tú Anh nói, nếu tăng tiền lương tối thiểu quá nhanh có thể làm chùn ý của nhà đầu tư. Do đó, trong vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ doanh nghiệp, công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước để tạo ra lợi ích chung. Hình ảnh tiến sĩ Phạm Thu Lan. Bên cạnh đó, AFA dẫn quan điểm của tiến sĩ Phạm Thu Lan, Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn tại hội nghị đưa ra kiến nghị, mong muốn chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương Quốc gia trong thời gian tới nghiên cứu và xác lập mức lương tối thiểu thỏa đáng, tư vấn cho chính phủ để tiền lương thực sự là động lực tăng năng suất. Vẫn theo AFA, từ những ý kiến trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan ban ngành ưu tiên thúc đẩy tiền lương, coi đây là nền tảng để tăng năng suất lao động, bên cạnh việc tăng cường giáo dục, dạy nghề và chăm lo đời sống cho người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin các nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam thua kém so với Singapore. Trung tướng Công an Lê Mạnh Cường cũng bị Slovakia truy tố vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thời báo .d ngày 24 tháng 5 loan tin trên. Theo đó, ngoài Thượng tướng Tô Lâm, Trung tướng Lê Mạnh Cường là người có quân hàm cao thứ nhì trong danh sách 8 người Việt Nam bị Slovakia truy tố vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tại thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, Trung tướng Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Tổng cục 5
Bộ Công an Việt Nam từ năm 2010, hình ảnh Trung tướng Công an Lê Mạnh Cường. Thượng tướng Tô Lâm và Trung tướng Lê Mạnh Cường dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an sang Slovakia với danh nghĩa đi công tác, làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia. Ông Robert Kaliňák, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia lúc đó, đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Tô Lâm cho mượn chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia để chở phái đoàn Việt Nam gồm tổng cộng 12 người đi Moscow, tức là bay ra khỏi khu vực Schengen. Người thứ 12 trong phái đoàn cấp cao của Bộ Công an có mặt trên chiếc chuyên cơ của Slovakia là Trịnh Xuân Thanh. Ông bị đưa lên máy bay bằng hộ chiếu mang tên Lưu Trung Việt, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1968, số hộ chiếu 333699. Vụ việc từng gây rúng động này xảy ra vào năm 2017. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 7, 2017, Bộ Công an Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Tô Lâm đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô Berlin của Liên bang Đức. 3 ngày sau, ngày 26 tháng 7 năm 2017, phái đoàn của Bộ Công an do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu, theo đường bộ, đã thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia như đã đề cập ở trên. Sau khi mượn được chiếc máy bay, đoàn này đã đến sân bay Bratislava dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia bay sang Moscow. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Công an, tân Chủ tịch nước Việt Nam. Điều đáng nói là trong thành viên của đoàn Việt Nam có cả Trịnh Xuân Thanh, người đàn ông bị bắt cóc tại Berlin 3 ngày trước đó với giấy tờ giả mang tên Lưu Trung Việt. Các công an Việt Nam đã sốc nách ông Thanh, có lẽ đang trong tình trạng bị đánh thuốc, đưa lên máy bay với lời giải thích là đã quá chén. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh bị kết tù chung thân vì tội tham nhũng tại Hà Nội. Vụ bắt cóc này đã gây ra tổn hại đến quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam trong nhiều năm, dù Hà Nội vẫn không chịu thừa nhận, luôn cho rằng ông Thanh tự nguyện về nước. Nhưng phía Đức khẳng định với vụ bắt cóc này, luật pháp Đức và cả quốc tế đã bị chà đạp. Tòa án Đức đã bắt và kết án hai đối tượng liên quan tới vụ bắt cóc này là Nguyễn Hải Long và Lê Anh Tú. Ông Nguyễn Hải Long bị kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018, còn ông Lê Anh Tú bị kết án 5 năm tù vào đầu năm 2023. Nước Đức không truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vì quan ngại vấn đề miễn trừ ngoại giao. Hình ảnh ba nạn nhân bị Công an Việt Nam bắt cóc xuyên biên giới. Tuy nhiên, Slovakia đã truy tố ông Tô Lâm vào tháng 3 năm 2024 vừa qua liên quan đến vụ Bộ Công an Việt Nam mượn chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa nạn nhân của vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi khu vực Schengen. Như vậy, trên lý thuyết, tân Chủ tịch nước Việt Nam đang bị một án tù treo lơ lửng trên đầu. Một giả thiết được đặt ra là nếu ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam thăm ngoại giao Slovakia thì chính quyền Slovakia sẽ ứng xử như thế nào? Cảnh sát Slovakia có ra tay bắt giữ ông hay không? Điều trớ trêu và cũng là nỗi ô nhục cho Việt Nam khi đưa một tên tội phạm đang bị truy tố lên làm nguyên thủ quốc gia và càng nhục nhã hơn khi vào thời điểm mà vị tân chủ tịch nước này tuyên thệ nhậm chức, báo chí quốc tế đã đồng loạt liệt kê ra những thành tích bất hảo của ông, bao gồm 3 vụ bắt cóc xuyên quốc gia với các nạn nhân là Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất và Đường Văn Thái. Dù Chủ tịch nước Việt Nam nặng về vai trò nghi lễ, nhưng vẫn là bộ mặt quốc gia, nhất là trên phương diện quan hệ ngoại giao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Trung tướng Công an Lê Mạnh Cường cũng bị Slovakia truy tố vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D